Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình quay hoa cúc mọc xôi và thể theo yêu cầu cho mọi người xem, để xem cái tình hình nụ hoa của hoa cúc mọc xôi hôm nay nó như thế nào là được, và cũng có vài lời góp ý dành cho các bạn. Đây là những cái chậu mâm xôi, chậu lớn của mình. Đối với những cái chậu lớn của mình thì nó đã lấm tấm hạt rất là nhiều rồi. Đây là cái dàn chậu lớn, cái này thì nó tương đối là khá sớm. Nguyên nhân nó sớm là do cái này là mình lấy cái mô của nó mình trồng lại, cho nên cái gốc của nó bị giả mọi người. Trồng ra nó rất là mau, làm hột khá là sớm. Nhưng những cái chậu này thì được. Đối với những chậu này thì nó đã hơi sớm rồi. Đối với những chậu này thì mình chỉ có thể là chỉ tưới phân để mình cầm nụ hoa thôi, chứ không thể làm bất cứ điều gì khác cho nó. Tưới phân thôi mọi người. Ở đây nó mới có đủ. Những cái nụ hoa sớm như thế này á, thì mình chỉ tưới là DB cộng với UR để mình cầm hoa thôi. Đối với những chậu này thì cũng được. Chậu này thì nó chưa có lên nụ nhiều, nó nằm xen kẽ với nhau. Đây là những cái chậu lớn của mình. Có một số nó tương đối nó hơi sớm nha mọi người. Và đây là những cái dàn chậu nhỏ của mình. Và những cái chậu nhỏ này của mình thì hôm nay thì mình sẽ quay cái tình hình nụ hoa cho các bạn xem. Đây, nó chẻ ngọn rồi nè. Và nó có chẻ ra tiếp một lần nữa nè. Như ngọn này các bạn thấy nó chẻ ngọn rồi nè. Ra nặng 3 nè, mọi người thấy không? 1 nè, 2 nè, dưới này nó là 3 nè. Cộng nhỏ dưới này nó là 3 nè. Và bắt đầu nó chẻ tiếp một lần nữa nè. Mọi người thấy nè. Và nó bắt đầu có chẻ ra tiếp lần nữa nè. Đấy. Và nó cũng đã có lấm tấm một vài chậu, nó cũng đã có lấm tấm nụ hoa rồi. Vài chậu thì nó cũng chưa có. Thì nói chung cuối tháng này á mọi người, nó phải có nụ hoa đều là được. Đây. Nói chung là những mấy cái chậu này của mình thì nó số đông thì nó được, nó có một số ít là nó hơi yếu. Thì mình cũng đang xử lý những cái chậu đó bằng cách đó chính là mình tưới cái phân 20-20-15. Và mình có xịt một cái dòng thuốc dưỡng cho nó. Nè, như chậu này mình có cắm cái lá lên nè. Mình làm dấu những cái chậu sớm này nè. Thằng mình tưới phân cho nó. Đây là cái chậu hoa nó thuộc cái dòng lá nhỏ. Cái giống cây lá nhỏ bông màu vàng chanh, không phải là bông màu vàng đồng. Do cái lúc mình mua con giống mình có lộn một số cây trong đây nè, cho nên cái lúc mình làm giống ra nó có lộn vào và nó có nụ như thế này rồi. Và những cái chậu như thế này bằng cách nó đã có nụ rồi như thế này thì gọi là sớm. Mà sớm như thế này thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là chúng ta sử dụng DB cộng với một ít UR để chúng ta tưới để cầm nụ hoa thôi. Cái chậu này là đây là cái dòng cây lá lớn, hoa của nó màu vàng đồng, thì hôm nay nó tiếp tục chẻ tiếp một lần nữa đây nè. Con cũng của nó cũng đã ôm rồi, và đến cuối tháng thì nó cũng sẽ có những cái nụ lâm tâm như thế này. Cái chậu này chậu lá lớn, chậu này thì lại là chậu lá nhỏ, do nó xen kẽ vào mọi người. Thì còn 15 ngày nữa thì những cái chậu như lá lớn này nè, nó phải lâm tâm nụ như cái chậu lá nhỏ này là được. Hôm nay là ngày 17 rồi, còn khoảng là 12, 13 hoặc là 18 ngày nữa thì tất cả những chậu hoa này nó sẽ làm nụ hết nha mọi người. Ở đây nó chẻ tiếp rồi nè. Nói chung là tất cả nó đều đã chẻ đều rộ hết rồi, và nó chuẩn bị chẻ tiếp lần thứ 3 của những ngọn chẻ mọi người là được. Đây là cái hoa mâm xôi của mình. Nói chung nó được mọi người. Có cái không được là cổ quá, mình chưa có mận kịp. Đối với những cái bạn nào mà đang yếu, chậu con nó đang yếu nè, góp ý cho các bạn như sau là các bạn sử dụng cái thằng KNO3 hoặc là MKB á, các bạn hòa ra với nước để các bạn tưới. Trung bình 1.000 giỏ thì các bạn tưới nó khoảng là 2kg ha mọi người. Và đồng thời các bạn xịt lên trên thân lá của nó bằng cái thằng 7544
hoặc là 7544 hợp trí mọi người, thuốc kích thích rau hoa đậu quả 7544 hợp trí, hoặc là mọi người có thể phun xịt cái gói rong biển cũng được. Ở đây mình chỉ xịt rong biển thôi và mình hoàn toàn không sử dụng MKB hay KNO3 để mình tưới gốc, vì mình tưới những cái dòng đó sau này nó ảnh hưởng cho cây rất là nhiều, cây nó sẽ dễ bị xuống vàng và gây cháy rễ và gây cháy lá, cho nên mình không có sử dụng cái điều đó. Ở đây mình có một số chậu nó bị muộn thì mình chỉ sử dụng cái thằng rong biển để mình xịt thôi, xịt ngọn thôi. Phân mình chuộng mình đi là đi phân kích rễ và mình đi DB vào 30-10-10, mình không hề sử dụng cái dòng 20-20-15 ha mọi người. 20-20-15 mình để khi nào mà nó tưởng làm hạt rồi đến khâu nuôi hạt á, thì lúc đó mình có tưới 20-20-15 cộng với DB cộng với kích rễ. Còn hiện tại bây giờ mình vẫn chưa hoàn toàn sử dụng đến cái thằng 20-20-15 để mình tưới. Mình nói chung là mình chưa hề đổi phân cho nó từ giai đoạn mà mình sau khi mình bấm cơi xong á, tới cơi 4 xong á, đến bây giờ là mình vẫn chưa hề đổi phân, mình vẫn sử dụng 30-10-10 đến cho đến bây giờ. Mình sẽ tìm một số những cái chậu trễ, cái chậu mà nó bị yếu á mọi người, để cho mọi người xem. Nó bị héo rồi sáng tưới sót á. Đây mọi người, cái chậu này nó bị yếu rồi mọi người, nó tốt quá, nó chỉa ra cái ngọn nó khá là to và sổ rất là nhiều lá nè mọi người. Đó, nó như thế này nè, đây là những chậu yếu nè. Đối với những chậu này thì mình xử lý nó bằng cách là mình phun cái gói rong biển thôi, hoặc là 7544 thôi, chứ mình không có tưới MKB hoặc là KNO3 vào gốc để xử lý nó, hoặc là cắt nước, hoàn toàn không, mình vẫn tưới nước cho nó đầy đủ. Có mấy cái chậu này nó bị yếu nè mọi người. Đó, nó yếu nè, nó mới trẻ thôi nè, nó cũng đang chuẩn bị trẻ tiếp nè, nhưng mà lá của nó khá là tốt và to, to lá. Mấy chậu này nó thì yếu. Chỉ có vài góp ý cho các bạn như thế thôi. Sử dụng cái gối bạn nào đang trẻ yếu nè, cái phần các bạn tưới thì các bạn nên tưới cái thằng dưỡng rễ cộng với MKB, dưỡng rễ cộng với MKB để các bạn tưới, và đồng thời các bạn xịt thêm cho mình cái thằng cái gối rong biển vào để giúp ngọn hoa nó trẻ và là làm nụ mà mau hơn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau. Đây là những cái chậu lớn của mình thì nó đã trẻ rìu đều rộ và đã có nụ hoa lâm tâm rồi. Nó tương đối là hơi sớm. Thằng này thì mình chỉ có tưới phân để cầm nụ hoa thôi, chứ không có phải xịt thuốc hay xử lý gì cả.